khoảng 1.900 năm trước, tại một hòn đảo xa xôi xuất hiện một cái hố khổng lồ, đường kính của nó vào khoảng 1 cây số, còn độ sâu như nào thì cũng chưa rõ. Người ta gọi nó là Abyss. Sự bí ẩn của Abyss đã kích thích sự tò mò của nhân loại. Nhiều kẻ sẵn sàng đi xuống để tìm hiểu những bí ẩn xoay quanh nó. Họ được gọi là những mạo hiểm giả. Trải qua bao lớp người chinh phục, loài người đã khám phá được phần nào Abyss. Họ chia hố sâu này thành 6 tầng, mỗi tầng đều tồn tại những sinh vật và di vật với độ nguy hiểm khác nhau. Nhưng điều đáng sợ nhất ở Abyss chính là áp lực thể chất trên đường về, aka lời nguyền Abyss. Độ mạnh yếu của nó phụ thuộc vào độ sâu của tầng, từ buồn nôn chóng mặt cho đến tổn hại cơ thể, thậm chí là mất mạng. Dựa vào số vị trí tầng và năng lực mà người ta chia mạo hiểm giả thành các cấp bậc, xuống được tầng 1 thì là còi đỏ, tầng 2 là còi xanh, tầng 3 đến 4 thì là còi tím, tầng 5 là còi đen, và đỉnh cao, hay đúng hơn là đáy sâu, là còi trắng. Những kẻ được trang bị những di vật đặc cấp có thể đi chinh phục tới tận tầng 6. Những mạo hiểm giả đã cùng nhau xây dựng một thành phố ở ngay rìa miệng hố. Đó cũng là nơi Rico, nữ chính, sinh sống. Hiện cô bé đang là một còi đỏ tại một cô nhi lấy việc thu gom di vật làm tài chính trong một lần đi lụm di vật. Vì cứu bạn khỏi mõm của một con quái vật, Rico đã bị nó dí đến sát bờ vực. Tưởng như đời cô bé bế mạc tại đây, thì bỗng một tia năng lượng vụt qua, đánh văng con quái ra ngoài. Lần theo dấu vết cháy trên cây, cô bé tìm thấy một con robot đang bất tỉnh, trong khi bàn tay còn vương mùi khói. Bằng sự giúp đỡ của tổ đội cây khế, cô bé đã thông chốt viện trưởng để tuồn nó vào cô nhi viện để làm con robot tỉnh lại. Cả đám gom sạch điện để dí cho cu cậu. Hiệu quả thì có, nhưng mà hậu quả là mất điện toàn khu. Vì bản lý lịch chi chít những lần nghịch ngu, Rico được anh thầy Jiru đến hỏi thăm. May mà khứa robot hiểu ý mà ẩn mình, chứ mà bị phát hiện thì Rico toang chặt. Cơ mà cô vẫn bị Jiru đưa lên phòng giáo cụ. Nhân lúc anh thầy truy tìm đám bạn, Rico đã trốn ở lại phòng. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, Jiru đã đuổi đến sát cửa. Ngỡ như là đã hết cứu thì bất ngờ robot kích hoạt cơ chế thừng tay, đưa Rico thoát ra theo đường cửa sổ, cứu cô bé khỏi một bàn thua trông thấy. Sau đó Rico đã đặt cho cậu robot cái tên là Rex, cái tên lấy cảm hứng từ chú chó mà cô từng nuôi. Dù đã tra mòn cả mắt nhưng cả bọn vẫn chưa tìm được manh mối gì liên quan đến Rex cả. Ngay cả cu cậu cũng chẳng nhớ gì về chính bản thân mình. Rico cho rằng Rex tổng hòa của các di vật đến từ phần đáy của Abyss cũng nên. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nếu danh tính của Rex bị truy ra, chắc chắn cu cậu sẽ bị đưa đi nghiên cứu để ngăn chặn điều đó. Đồng thời hợp thức hóa sự xuất hiện của Rex, cả bọn đã vẽ ra một kịch bản. Khi đó Rex sẽ vờ mình là cô nhi, đang muốn xin một slot thực tập sinh mạo hiểm giả. Tuy vòng phỏng vấn với Jiru khá căng, nhưng bằng việc đã chuẩn bị kỹ, nên Rex đã thành công qua cửa và trở thành chuông, cấp bậc thấp hơn cả còi đỏ. Sau một thời gian khám phá tầng 5 Abyss, Hablock, tên thân mật là Habo, một mạo hiểm giả còi đen đã trở về. Trong buổi tập, bác Hablock đã đưa cho Rico chiếc còi trắng của mẹ cô bé, đấng hủy diệt Lisa, kèm theo đó là một phong thư. Nhưng đang trong quá trình kiểm tra, trong khi đang phân vân về chiếc còi, Rico được anh thầy Jiru bắt gặp. Do từ lúc sinh đã xa mẹ, nên Rico rất thắc mắc về bà, vốn là học trò của Lisa, nên Jiru rất hiểu về người phụ nữ này. Khi mới mang thai Rico, Lisa đã cùng đội khảo sát xuống tầng 4 để thực hiện sứ mệnh tìm ra di vật đặc cấp, chuông câm lặng. Trước lúc bắt đầu hành trình, bà ấy đã mong muốn có được một di vật đặc cấp đủ sức chống chịu sương gió ở Abyss. Giang hồ thường gọi nó là áo của shop chung cuối. Với kích cỡ đa dạng với nhiều chủ đề, từ movie cho đến game, từ anime cho đến meme, đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu. Chỉ vì deadline dí mà Lisa đã phải chấp nhận bỏ lỡ đại tiệc siêu sale của chung cuối. Nhưng anh em thân tín của The Reviewer thì không. Bởi vì từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 11, nếu anh em mua từ 2 áo sẽ nhận ngay một áo ngẫu nhiên. Quá hấp dẫn cho một con hàng sang mịn như này. Nhưng nhóm của Lisa đã không còn cơ hội để trải nghiệm nữa, bởi trong hành trình đó, họ đã tử nạn gần hết. Trong số đó có bố của Rico, một còi đen. Lisa đã hạ sinh Rico trong thời gian ấy. Để bảo vệ con khỏi lời nguyền Abyss, bà đã đặt con mình vào một hộp kháng nguyền, rồi cùng một đồng đội đưa nó lên trên. Dù là thế nhưng Rico vẫn bị ảnh hưởng. Hậu quả là cô bé phải đeo kính nếu muốn nhìn được. Nhờ câu chuyện đó mà Rico đã phấn chấn hơn, sẵn sàng nối gót mẹ vào một tương lai không xa. Vài ngày sau, Rico và Rex đã đến nhận thư. Đa số là những bức hình được Lisa phác họa về sinh vật huyền bí trốn dưới đáy Abyss. Nổi bật trong số đó là một bức y sĩ đúc Rex. Bên cạnh đó là một bức thư viết rằng: "Ta đang đợi con ở tầng đáy." Những ngày sau đó, Rex luôn suy nghĩ về tấm ghi chú về cậu, thắc mắc mãi cũng thấy mệt mỏi. Cu cậu quyết định sẽ đi kiểm chứng nên đã chấp nhận đồng hành cùng Rico. Trong hành trình xuống dưới đáy tìm mẹ, biết là khó cản được hai đứa cứng đầu, một cậu bạn đã tặng cho họ tấm bản đồ sơ lược về Abyss mà cậu đã thó được từ phòng viện trưởng. Những kiến thức trong đây đều dựa theo hành trình của rất nhiều mạo hiểm giả, vậy nên nếu có tầng thấp hơn nữa thì Rico và Rex sẽ phải tự đối phó. Tờ mờ sáng hôm sau, Rex và Rico lên đồ, sẵn sàng chinh phục Abyss để tránh đội canh phòng cổng xuống. Cả bọn đi đến cầu cảng ở khu ổ chuột, nơi những mạo hiểm giả phi pháp xây dựng. Sau khi gửi lời chào tới những người bạn, Rex ôm lấy Rico, rồi dùng thừng tay từ từ đi xuống. Hành trình khám phá của họ chính thức bắt đầu. Điểm đến đầu tiên là tầng 1.
bờ vực đáy. Sau khi chén xong bữa sáng, Rex đem phong bì mà cậu lục được trong hành trang của mình cho Rico xem. Trong phong bì là những bản sao tài liệu của Lisa. Cậu nghi ngờ chính Jiru đã lén cho vào, do trong đêm hôm trước, Rex đã bị Jiru bắt gặp trong lúc đang đi chào tạm biệt mọi người. Ngoài ra trong phong bì còn có lời âu yếm đi vào lòng người: tái bút, tụi bay không thoát được đâu, to be không tình yêu. Thấy tình hình như này là không ổn rồi, Rico bảo Rex nhấc đít di chuyển ngay. Cô cho rằng đây là thử thách cuối cùng mà anh thầy dành cho bọn họ. Một khi bị bắt là coi như hết cứu. Sau khi mém thành mồi của quái vật nhện, chúng đã đến được cổng xuống tầng 2, khu rừng cám dỗ. Trong lúc nghỉ chân, Rex bày tỏ đã từng nghi ngờ về chuyện thử thách cuối cùng của Jiru mà Rico nghĩ đến. Nhưng cậu đã nghĩ lại trong cuộc gặp hôm ấy. Anh thầy có nói rằng đêm mình vẫn đi tuần thì chắc chắn đã biết những gì mà họ bàn. Ấy thế mà Jiru lại không cản, thậm chí còn gửi tài liệu photo này kèm bức thư. Vậy nên chắc cô bạn đã đúng. Trong khi cả hai đang tán phét dở thì Rex phát hiện có một cái bóng di chuyển lẹ lắm. Tuy đã cố chạy trốn nhưng hắn vẫn bám kịp. Danh tính của chiếc bóng đó chính là bác Haplock. Sở dĩ ông bác đến đây trước là nhận ủy thác của tụi bạn của Rico đến hỗ trợ cho hai đứa đến đài quan sát ở tầng 2, sau là đến check con hàng Rex. Nghe đâu là di vật từ tầng đáy Abyss. Lòng tốt thì Rico xin nhận, nhưng xin phép từ chối. Cô bé vẫn cho rằng đây là thử thách cuối cùng của mình, vậy nên tự thân vận động vẫn hơn. Bác Haplock cũng tôn trọng mong muốn đó, nên trước khi trở về, ông tặng lại cho cả hai một loại vaccine ngừa bệnh ở tầng 2, một chút lương thực, kèm theo lời khuyên cho chúng là hãy tránh xa đấng bất động Ozenza, một trong những còi trắng và cũng là đồng đội cũ của Lisa. Tạm biệt ông bác, hai đứa trẻ lại tiếp tục hành trình của mình. Một khi đã xuống tầng 2, chúng sẽ thoát khỏi đội truy tìm, nhưng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm thường trực và hiểm họa ban đầu sớm gõ cửa. Trong lúc đang tìm phương hướng, hai đứa trẻ nghe được tiếng cầu cứu của ai đó. Nhưng khi đến chỗ nguồn phát, trước mắt chúng chỉ là một con quái đang rỉa xác của một mạo hiểm giả xấu số. Rico lập tức ngăn Rex lại. Con quái kia là lệ tử thi. Chúng chuyên giả tiếng nạn nhân để dụ thêm con mồi. Nhưng chưa kịp rời đi thì một con lệ tử thi khác đã lao đến bắt mất Rico. Tuy đã cố dùng thừng tay cứu bạn, nhưng bắn phát nào là bị phá phát đấy. Đã thế cậu còn bị pressing cực căng, không thể thoát được. Tình huống còn tệ hơn khi Rico bị dính lời nguyền nên mất dần nhận thức và sắp bị làm mồi cho đám quái con. Trong khoảnh khắc căng cực ấy, tiếng nói của cơ thể đã tự kích hoạt cơ chế trong Rex. Sau khi cậu khóa mục tiêu, một luồng tiên năng lượng khổng lồ bắn ra, làm bay màu cả đám quái. Ngay lập tức, Rex lao đến tóm lấy Rico trước khi cô bé rơi xuống. Chứng kiến những gì mình gây ra, Rex càng thêm thắc mắc về chính mình. Sau khi tỉnh lại, Rico vốn đã mê nay còn mệt với đòn của Rex, nên mạnh dạn đặt cho nó cái tên là pháo hỏa táng. Nhưng Rex không coi đó là vui, vũ khí này quá nguy hiểm. Nghe cũng ghê nhưng mà Rico kệ, bởi vì cô bé tin rằng Rex rồi sẽ làm chủ được nó mà thôi. Vừa nghe xong lời của cô bạn thì Rex chợt quay cuồng rồi lịm đi. Sau thời gian luân phiên nhau xỉu, Rex lại cùng Rico lên đường băng rừng vượt núi. Vượt ngàn trắc trở, cuối cùng chúng cũng đã đến được khu rừng đảo lộn. Ẩn sâu trong đó là đài quan sát. Bình thường thì ở đây sẽ có thang máy vận chuyển, nhưng chờ mãi chả thấy ma nào hỗ trợ, nên Rex bèn dùng thừng tay để đi lên. Tuy nhiên khi tay chạm tới nơi thì cậu cảm được có ai đó đang nắm tay mình. Người đó không ai khác là đấng Ozen, còi trắng mà bác Haplock đã cảnh báo. Sau đó Ozen đã cho thả thang máy để đưa hai đứa trẻ lên đài. Trong phòng khách, Rico tận mắt được gặp ân nhân nên đã cúi mình cảm ơn các thứ. Nhìn Ozen thì đẹp nhưng mà nghiệp mỏ hơi nặng. Bà ta chia sẻ rằng ngày xưa trên đường đưa Rico lên trên, không biết bao lần đã định quẳng cô bé đi. Nếu khi xưa bà chấp nhận làm thế thì có khi bây giờ đã lấy được di vật đặc cấp rồi. Nhưng thôi, chuyện cũ bỏ qua. Ozen muốn biết lý do khiến cho hai còi đỏ muốn mò xuống đây. Rico liền show ra bức thư của mẹ gửi cho mình và nói rằng bà đang gọi cô xuống, cô muốn đi để gặp lại mẹ, đồng thời giúp Rex lấy lại ký ức. Ozen không nói gì nhiều mà gọi cho Maruk, cô nhóc đệ tử của bà, đến nghe chuyện của hai đứa. Trước khi rời đi, Ozen giao cho Rico và Rex hai chiếc còi xanh để tránh phiền hà từ những mạo hiểm giả khác. Đổi lại, bà sẽ giữ còi trắng của Lisa. Tối hôm đó, trong khi tìm đường đi tiểu đêm, Rico phát hiện ra một con quái vật ở nhà kho cuối hành lang, sợ đến bay hết hồn phách. Cô bé chạy biến về phòng rồi chui vào nằm với Rex. Hậu quả là sáng hôm sau, cô bé giẫm đài trên cả chăn của cậu bạn. Tuy hơi bị quê nhưng có lý để báo chữa. Rico kể lại chuyện đêm qua gặp phải, nhưng hai đứa kia méo tin. Maruk khẳng định làm gì có chuyện quái vật gì đâu, trẻ con giẫm đài là chuyện bình thường, gươm làm gì phải đổ thừa thế. Trong lúc lũ nhóc đang nói chuyện thì Ozen xuất hiện rồi dẫn cả đám đến phòng của mình. Trên đường đi, bà kể cho chúng nghe về chuyện chính bà là người đã lấy chiếc còi trắng của Lisa cùng với bức thư kia tại ngôi mộ của Lisa tại cánh đồng hoa vĩnh cửu. Ozen còn muốn check lại xem Rico có muốn đi xuống nữa hay không. Hơi ngập ngừng nhưng cô bé vẫn muốn tiếp tục, phần vì muốn kiểm chứng lời của Ozen, phần nữa là vì Rex. Ngay khi đi đến phòng của đấng bất động, đập vào mắt lũ trẻ là một khối lập phương to đùng. Khỏi cần chúng thắc mắc lâu, Ozen liền sử dụng chiếc còi của mình để kích hoạt khối lập phương, khiến nó mở ra một kho chứa nhỏ bên trong. Đây chính là hộp chống nguyền. Người ta biết đến nó với chức năng ngăn lời nguyền,
nhưng thực tế công năng của nó còn ghê gớm hơn. Cụ thể là tái sinh vật chứa ở bên trong. Rico thực tế khi sinh ra đã ngừng thở, nhưng khi đưa cô bé vào trong hộp này thì dấu hiệu của sự sống đã quay trở lại. Con quái vật hôm qua mà Rico thấy chính là một sản phẩm của khối hộp này. Sau khi Ozen cho một miếng thịt vào, trước những lời nói độc địa liên tục hướng về Rico, Rex vội ngăn đấng bất động lại, nhưng khi cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu vội nhảy ra xa. Bầu không khí đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Ozen tuyên bố sẽ giải quyết Rex. Ngay lập tức, cậu bé robot dùng thừng tay trói buộc Ozen. Nhưng với một còi trắng thì cái này là muỗi. Bà ta thoát ra rồi tóm lấy chân Rex, giã cậu như giã gạo xuống nền. Thấy bạn bị đập, Rico vội đến can ngăn, để rồi văng ra xa sau một cú búng của Ozen, rơi vào đường cùng. Rex tính kích hoạt phá hỏa táng, nhưng chưa kịp bắn thì Ozen đã tiếp cận, hướng nòng bắn về phía Rico. Rex vội đá văng tay mình ngay trước khoảnh khắc tia sáng bắn ra. Tận dụng lúc Ozen còn đang trầm trồ, cậu liền dùng thừng tay khóa bà lại rồi lao đến tấn công. Lúc này Ozen lộ ra cánh tay chi chít di vật, aka cội nguồn sức mạnh của bà. Ozen lên giáp, sẵn sàng chơi phun lực với Rex. Cái kết cho rank đồng va với hạng cao thủ là một trận thua thảm đến tàn tạ. Sau khi tỉnh lại, trước mắt Rex là Ozen và đội của bà ấy. Họ được Maruk gọi đến để hỗ trợ. Còn Rico lao đến ôm chầm lấy cậu, với nước mắt nước mũi tửa lưa. Mục đích cho những hành động thô bạo của Ozen là để test khả năng của Rico. Còn riêng Rex thì là vì bà thích bà làm thôi. Theo những đánh giá bước đầu, Ozen cho rằng với năng lực của cả hai, không sớm thì muộn cũng hẹn. Vậy nên bà sẽ dạy dỗ lại hai đứa trước khi rời đi. Ozen cho Rico thêm một tin nữa. Ngôi mộ mà bà tìm ra được thực tế chẳng có thi thể nào bên trong cả. Vậy nên Lisa sinh tử ra sao vẫn còn chưa rõ. Ngày hôm sau, Ozen đưa hai đứa nhóc đến một khu rừng tối tăm, rồi yêu cầu chúng phải tự sinh tồn trong 10 ngày. Nếu cả hai bước đến cây cột phía xa thì sẽ coi như là bỏ cuộc. Đặc biệt Rex không được dùng pháo hỏa táng, bởi sau 10 phút sử dụng cậu sẽ lịm đi trong 2 tiếng. Thời gian ấy là đủ để cho cả Rico lẫn cậu thành chất thải cho quái vật rồi. Nói xong bà rời đi, để lại đứa trẻ bắt đầu khóa huấn luyện. Qua 3 ngày quan sát hai đứa, tổ đội của Ozen đã có những đánh giá ban đầu. Rico thì não tốt nhưng thể chất kém, còn Rex thì thể chất ngon nhưng não bị ì, dễ hoảng lại thiếu quyết đoán. Đến ngày thứ 5, hai đứa trẻ đã có những sự cải thiện khi biết hợp tác ăn ý, để lên kế hoạch đi săn kiếm thức ăn dự trữ. Sau 10 ngày nhọc nhằn, cuối cùng tụi nhỏ cũng đã hoàn thành thử thách. Trong bữa ăn hôm ấy, hai đứa trẻ được Ozen dạy dỗ thêm về các tầng tiếp theo, như ý thức về thời gian sẽ bị rối loạn, đặc biệt từ tầng 5 đổ xuống, hơn cả là phải dè chừng trước các cò trắng, nhất là đấng bình minh Bondru. Gã là một kẻ bệnh hoạn kinh tởm. Sau khi cơm no nước ngọt say rồi, Ozen bàn giao cho Rico cây lưỡi hái bất diệt, món vũ khí chứ danh của Lisa, thứ mà bà ta đã tìm thấy tại ngôi mộ ở tầng 4, để góp vào hành trang cho lũ trẻ. Ozen đã tiết lộ những bí mật vùng kín của các thế hệ còi trắng, như cách vượt qua tầng 3, cách tiếng còi trắng kích hoạt một số di vật, hay những vòng tròn bí ẩn ở tầng 7 mà chỉ duy nhất một còi trắng thấy được. Trong lúc hai đứa trẻ chào tạm biệt mọi người, thì Ozen chỉ lặng lặng quan sát từ trên cao và nhớ lại cô học trò nhỏ Lisa của mình. Chính mẹ của Rico đã nhờ bà tiết lộ cách con gái đã được sinh ra, đồng thời hướng dẫn chúng cách để tồn tại dưới Abyss. Sau một hồi rời khỏi khu rừng lộn ngược, hai đứa trẻ đã đến được cổng vào tầng 3, khe nứt lớn. Nhờ thông tin mà Ozen cung cấp, Rex và Rico đã tìm ra lối tắt đi xuống. Nhưng mới chỉ nửa đường thì lối đó đã kịch. Giờ mà mò ra ngoài là hai đứa sẽ thành mồi thơm cho đám quái vật ngay. Ngó nghiêng một lúc, chúng đã tìm ra một cái hang gần đó. Tận dụng đám quái lít nhít làm mồi nhử, hai đứa liền nhanh chóng đu sang. Trong quá trình mò theo đường đó, chúng đã tìm ra xác của một chiếc thuyền cổ, tưởng là lút được thêm răm di vật có ích. Ai ngờ đây lại là hang của một con Madoka rách. Tuy hơi phân vân về lời Ozen nói trước đây, nhưng do tình huống quá gấp, buộc Rex phải dùng hỏa táng pháo tiêu diệt. Vận đen mới qua thì vận xui đã tới. Đòn tấn công của Rex lại Innova với một con huyết diều, khiến nó lao đến tấn công bọn họ. Tuy có chút chật vật nhưng bằng hào quang nhân vật chính, cả hai đã thành công cắt được đuôi con quái. Trước lúc tắt nguồn, Rex đã yêu cầu Rico ở yên cho đến khi cậu tỉnh, nhưng cái bụng của cô bé hư quá, cứ réo liên tục làm khổ chủ phải đi lấp đầy. Tận dụng thừng tay của Rex, Rico kéo lê cậu bạn đi theo tiếng gọi của mùi hương thức ăn. Nào ngờ đó lại chính là một cái bẫy của con hành ăn thịt. Hên là con quái này giáp yếu, nên Rico không khó để đục từ trong thoát ra. Mỗi tội chất dịch của nó lại là đồ ăn mà đám lít nhít này cuồng. Thêm lần nữa Rico bị dí. Tuy nhiên lần này trời Phật đã độ khi cho Rico tìm ra lối thoát. Nhưng để đến được đó thì cần đi lên mới cay, không còn lựa chọn nào khác. Khi lũ lít nhít đang kéo đến, Rico đành cố sức mà tiến bước thôi. Trong quá trình đó, cô bé đã được tận hưởng lời nguyền Abyss. Ban đầu thì chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Tiếp đó là thấy ảo ảnh bạn bè xung quanh. Đỉnh cao là khi cô bé rơi vào ảo mộng khi trở thành idol dưới trẻ mới lúc trở về. Nhưng do không thấy Rex về cùng mình nên cô bé đã tỉnh mộng mà hoàn thành chặng đường lên đến cửa ra. Niềm vui lớn chẳng tày gang, con huyết diều lại mò đến đó. Rex giờ đây đã tỉnh, cậu liền lao đến húc nó dính tường, rồi sử dụng cây lưỡi liềm bất diệt lụm một hít thẳng vào đầu con quái.
tạo điều kiện cho nó đi đầu thai sớm. Sau cuộc chiến với đẩy dãy quái vật, hai đứa nhỏ đã đến được cổng vào tầng mới, chén của người khổng lồ. Trong lúc nghỉ ngơi ở tầng 4, Rex phát hiện có cái gì đó đang theo dõi bọn họ. Để đảm bảo an toàn, cặp đôi xách mông lên tiếp tục di chuyển, nhưng sau một hồi lê bước, chúng lại chạm mặt một mối nguy khác. Rico nhận ra đó chính là xích thủ, một quái vật có lớp gai cực độc, có thể đâm lủng cả sắt thép. Trước địch mạnh, 36 kế chuồn là thượng sách. Dù thế nhưng Rex vẫn bị con quái tấn công, thân còn nguyên nhưng ba lô thì rách, cây lưỡi hái cũng theo đó mà rơi ra. Những sinh vật tầng sâu có trực giác siêu tốt, con xích thủ cảm được độ nguy hiểm từ món vũ khí nên đã chủ động đá nó ra xa, rồi kích hoạt cơ chế tấn công, lao thẳng đến vị trí hai đứa trẻ. Rex dùng di vật dù vẩy để đỡ. Tuy cậu đã bảo vệ thân mình nhưng Rico thì không, gai đã đâm vào bàn tay cô bé. Tuy Rex đã rất cố gắng xử lý vết thương nhưng tình hình Rico vẫn quá đáng lo. Kẻ thù thì đang trực chờ, pháo hỏa táng không thể dùng vì tác dụng phụ. Bất quá đành liều, Rex đành dùng hạ sách là leo lên trên, bất chấp việc Rico đã bị nguyền. Một hồi sau, chất độc bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến Rico, mắt cô bé đuối dần, các bộ phận bắt đầu xuất huyết, bàn tay thì phình to vì độc tố lan ra. Mạng sống của cô bé như mảnh treo chuông, tuy đã rất yếu, nhưng Rico vẫn cố sức để chỉ dẫn cho cậu bạn cắt đứt cánh tay bị nhiễm độc của mình. Cảm giác hối hận dâng trào, Rex tự trách cái tính thiếu quyết đoán của mình, nếu không thì có lẽ mọi thứ đã khác. Tuy nhiên chưa kịp hoàn tất xử lý, Rico đã ngừng thở. Quá đau lòng, Rex ôm chầm lấy cô bạn mà khóc lóc vô cùng thảm thương. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người thú, bảo Rex hay làm lố quá, cô bạn đã ngỏm đâu mà khóc thấy ghê. Trước mắt nó khuyên Rex nên làm công tác hô hấp để lấy lại nhịp thở cho Rico. Tuy da rẻ đã bớt tím nhưng cơn nguy kịch vẫn chưa qua. Vậy nên người thú ngỏ ý dẫn hai đứa trẻ về nhà để tiện cho việc cấp cứu. Nhận thấy lối đến nhà người thú đi lên, Rex có phần lo ngại về lời nguyền Abyss. Đây là khu vực vô nguyền nên là vô tư mà đến không phải xoán. Tên của nó là Nanachi, một cá nhân biến dị. Sau khi xử lý lại vết thương trên tay Rico, Nanachi mới tiết lộ mình đã theo dõi họ từ trước. Việc cứu giúp này xuất phát từ sự thương hại mà thôi. Ở cùng Nanachi còn có một biến dị khác, tên cô ấy là Mitty. Khác với dạng người thú của Nanachi, Mitty biến thành một quái vật vô tri và mất hoàn toàn tính người. Họ đều là những sản phẩm thí nghiệm. Khi con người trở về từ tầng 6, họ đã hết hy vọng trở lại làm người rồi. Trở lại với công cuộc cứu Rico, Nanachi đưa cho Rex danh sách những thứ cần tìm, kèm theo deadline 12 tiếng trước khi Rico chút hơi thở cuối. Như lắp mô tờ ở đít, Rex nhanh chóng kiếm đủ mớ đồ về. Trong số chúng, thứ duy nhất cần cho Rico chỉ là đám nấm cộng sinh nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể của cô bé. Số còn lại làm thức ăn cho bữa tối. Trong lúc đi giặt đồ cho Rico, Rex có đi qua cánh đồng hoa vĩnh cửu. Chợt một dòng ký ức ngang qua trong đầu cậu. Chính Rex là người đã đặt cây lưỡi hái bất diệt lên ngôi mộ được cho là của Lydia. Đang thả hồn theo dòng hồi tưởng thì Rex bị kéo về bởi Nanachi. Sự thắc mắc về quá khứ của Rex càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà tạm gác lại đã. Giờ Rico mới là quan trọng. Nhắc đến cô bé ở lúc này thì đang được Mitty nhỏ dãi tèm lem lên mặt. Cứ tưởng cô ả có ý đồ xấu, Rex toàn ngăn cản. Thì Nanachi kêu là cứ thong thả, chính Mitty cũng là tác nhân giúp giải độc nên không cần phải quá lo lắng. Thay vào đó, Rex nên lo cho cái dạ của mình thì hơn. Với kỹ năng nấu nướng của mình, Nanachi đã khiến cho Rex trải nghiệm cảm giác của người không làm mà đòi có ăn. Vì từ bé đến lớn người thú chưa từng được ăn ngon nên cũng chẳng biết vị ngon là như nào. Thôi thì có gì ăn đấy, thả là ma no còn hơn là ma đói. Tối hôm đó, Rex hỏi Nanachi về việc làm thế nào để cảm nhận được lời nguyền Abyss. Nếu cậu thành tâm muốn biết thì Nanachi tuy có chút ngại nhưng vẫn sẽ trả lời. Để cụ thể hóa cho cậu dễ hiểu thì Nanachi lấy một tấm vải sương mù làm ví dụ cho lời nguyền, rồi bảo Rex chui vào. Về cơ bản thì lời nguyền Abyss giống như những lớp vải này vậy, cứ lớp này chồng lên lớp khác, bao phủ lên tất cả. Nếu cố gắng trồi lên khỏi các lớp đó, nó sẽ có tác động mạnh mẽ lên cơ thể, đặc biệt là các bộ phận thiết yếu. Nguồn gốc của những lớp bồng bềnh này là trường lực bí ẩn, thứ đem ánh sáng xuống Abyss, đồng thời ngăn phía dưới quan sát nó. Nhà của Nanachi ở xa trục nên không bị trường lực ảnh hưởng. Những sinh vật ở đây đều có khả năng đọc trường lực, chăm nghe không bằng một thấy. Nanachi muốn Rex solo với con xích thú dạo nọ dưới sự chỉ dẫn của nó qua bộ phát âm gắn trên mũ. Trong lúc tìm tung tích con quái, Rex nghe được một tiếng còi. Đến kiểm tra thì cậu mới phát hiện một còi đen đang đối mặt với con xích thú nọ. Đối đã có, Nanachi liền lệnh cho Rex nhìn lên thật lực vào. Hành động tưởng như vô tri đó lại tạo ra một luồng khí hướng lên, khiến cho con quái đâm hoảng. Nanachi lệnh cho Rex nhảy sang phải. Bất ngờ cậu lại tóm được bộ phận cảm nhận trường lực của con quái. Sau một hồi vật lộn với nó, Rex tung pháo hỏa táng, tiễn vong con quái về miền cơ cực, trở về gặp Nanachi. Rex rối rít cảm ơn vì đã dạy bảo, nhưng người thú chỉ muốn được nhờ cậu một việc, đó là hãy ban cho Mitty một cái chết thực sự, ngược dòng quá khứ. Trở lại cái thời Nanachi còn là con người, khứa này vốn là một nhóc tì làm nghề bới rác. Số phận của Nanachi đã thay đổi khi được đấng bình minh Bonru tuyển dụng cùng bao đứa trẻ khác làm thực tập sinh ngành mạo hiểm giả. Tại đây Nanachi đã gặp Mitty, một cô gái năng động đầy vui vẻ.
họ nhanh chóng làm thân và nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của nhau. Đến một ngày khi Bonru đưa Mitty đi, Nanachi đã vô cùng lo lắng mà lần theo, để rồi biết được bí mật đằng sau tất cả. Nanachi vội đi tìm và cứu Mitty, để rồi khi tìm ra thì chính nhóc cũng bị lôi vào làm vật thí nghiệm kép. Mục đích của Bonru là test lời nguyền tác động ở tầng 6 lên con người khi đi lên, và toàn bộ lời nguyền sẽ chuyển hết sang bên Mitty. Hậu quả của quá trình đó là Nanachi trở thành người thú, còn cô bạn lại biến thành một con quái vật vô tri. Kể từ đó, Nanachi trở thành một cánh tay thân tín giúp đỡ Bonru trong các cuộc thí nghiệm. Còn Mitty giờ đã có năng lực hồi sinh nên thường xuyên bị Bonru tra tấn dã man, chứng kiến bạn mình sống không bằng chết. Nanachi quyết định đưa Mitty bỏ trốn. Thời gian sau đó, dù đã dùng đủ mọi cách nhưng Nanachi vẫn chẳng thể giúp bạn mình được siêu thoát khỏi cuộc đời này, cho đến khi biết đến một di vật mang tên ánh sáng trở về cội nguồn. Nó sẽ xóa bỏ mọi thứ trên đường đi và tạo ra một không khí bùng cháy. Mắt của Mitty từng bị trúng và rồi không thể hồi phục. Hỏa táng pháo có nhiều sự tương đồng nên Nanachi hy vọng Rex sẽ giúp mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Rex đã chấp nhận lời thỉnh cầu đó, nhưng bù lại Nanachi phải hứa rằng bản thân phải tiếp tục sống. Ngày chia tay người bạn thân đã đến, Nanachi xếp toàn bộ đồ chơi xung quanh Mitty. Ban đầu thì cố tỏ ra là mình ổn, để rồi sau đó Rex lên nằm sẵn sàng thì Nanachi đã không thể kìm nén mà ôm chầm lấy Mitty khóc lớn. Dù trong thâm tâm vẫn còn rất day dứt, nhưng chính Nanachi cũng hiểu rằng đây là cách duy nhất để bạn mình có được bình yên. Rex cũng ngậm ngùi mà ra tay tiễn người bạn mới quen này một đoạn, và sau đó là tiếng khóc xé lòng của Nanachi hồi tỉnh vì hậu quả của hỏa táng pháo. Rex thấy Rico đã bình phục, cậu mừng muốn rớt nước mắt, phần vì bạn mình đã trở về, phần nữa là vì đã được ăn thực sự. Đây cũng là lần đầu Nanachi được phê pha trong lần đầu trải nghiệm món ăn ngon. Bầu không khí chợt trùng xuống khi Rico hỏi về một người khác trong lúc hôn mê. Cô bé được một người nào đó chở che, giúp bản thân cảm thấy an toàn, để rồi trở về với mọi người như bây giờ. Sau khi Nanachi rời đi, Rex đã kể lại cho Rico nghe về mọi chuyện. Trải qua quá trình hồi phục chuyên sâu, Rico đã hoàn toàn bình phục. Cô bé còn ngỏ ý mời Nanachi gia nhập cùng. Thôi không từ chối, bé thỏ đồng ý luôn. Cả bọn gửi thư cho mặt đất bằng khinh khí cầu mini. Trải qua trùng trùng khó khăn, cuối cùng nó cũng đến tay những người bạn. Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị, tổ đội ba người tiếp tục hành trình chinh phục Abyss, mà không hay biết rằng ở dưới đó, Đấng Bình Minh đã biết được chuyện của Mitty và hắn đang chờ được gặp lại Nanachi. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, các viewer hãy ghé lại và xem qua season 1 và movie Made in Abyss Dawn of the Deep Soul. Còn bây giờ là season 2 phần 1 của Made in Abyss. Sau khi có thêm người bạn đồng hành Nanachi, tổ đội bắt đầu đi xuống tầng 5. Ở đây họ đã đụng độ Đấng Bình Minh và giành chiến thắng chung cuộc, đồng thời có thêm hai người bạn đồng hành mới, Brushka, cô con gái nuôi của Đấng Bình Minh, nhưng giờ đã hóa vào hòn đá được Rico mang theo, và Meinja, cựu pet của Brushka. Sau khi băng qua biển xác ở tầng 5, nhóm Rico đã đặt chân đến tầng 6, nơi còn được biết đến với cái tên Thủ đô không lối thoát. Nơi đây chứa nhiều tàn tích bí ẩn, thậm chí có tin đồn đây là một thành phố vàng. Nghe thì có vẻ cuốn, nhưng trước khi đi làm Colombo, nhóm Rico phải đi tìm chỗ ăn trước cái đã. Sau một hồi mây mò các kiểu, cả đám đã tìm được một ổ Mizuzaku. Theo food reviewer Lisa chia sẻ, thì trứng mới đẻ của loài này ăn rất mê, nên Rico đã thó vài quả ăn thử. Trong lúc đang lựa quả nào tươi nhất, thì ở phía ngoài nổ ra những trận mưa dung nham, kèm theo đó là khí độc. Bối cảnh như thế buộc họ phải rút nhanh và chóng trước khi mọi sự trở nên tồi tệ hơn. Sau khi tìm được chỗ an toàn, Rico mới bỏ số trứng chôm được ra để chế biến bằng cách cho tất cả vào luộc. Mọi thứ đều ổn cho đến khi bóc vỏ, mấy con trong đó còn cựa. Trong lúc Nanachi còn đang phân vân thì Rex đã mạnh dạn thử trước. Chu choa tưởng không ngon mà dở không tưởng, đã thế còn ngọ nguậy ở trong miệng nữa. Nghe thôi thấy ghê. Với tư duy ẩm thực đỉnh cao của mình, Rico quyết định sẽ đổi hướng chế biến, cụ thể là chiên xù. Tuy vẻ ngoài vẫn hơi gớm nhưng hương vị thì nó cứ phải gọi là mờ mê, khiến cho Nanachi không kiềm được mà nốc một cách mất hết liêm sỉ. Vị của món ăn này làm Rico nhớ đến những bữa ăn tại cô nhi viện, nên cô bé đã nhờ Nanachi viết một bức thư hình rồi gửi theo đường khinh khí cầu cho bạn bè trên bển. Tuy nhiên khí cầu chưa bay được lâu thì bức thư đã bị đám quái cắp mất. Ở tận giữa này gửi thư lên cũng nan thật, nên thôi, cả bọn về đánh một giấc cho khoái người. Họ không hề hay biết được rằng ở phía xa có cái gì đó đang dõi theo mình. Đến lúc tỉnh dậy, Nanachi phát hiện ra bức thư vừa mới gửi đã quay trở lại với những ký tự kỳ lạ bên trên. Rico cũng không thấy Brushka đâu cả. Dựa theo kỹ năng đánh hơi của Rex, cả bọn bắt tay ngay truy tìm tên chủ mưu. Trong lúc đang di chuyển, Meinja tìm thấy hai con quái nhỏ với lỗ đít bị khâu lại, thấy kỳ kỳ. Rex liền mở ra xem và lấy ra một đoạn lông. Sau khi rít rít ngửi ngửi, Rex nhận ra đây chính là tóc của Rico và lông đuôi của Nanachi. Liệu đây có phải nghi thức tà ma nào không? Bí ẩn này cần phải tìm ra kẻ bật mí. Đi thêm đoạn nữa, cả đám trẻ tìm được những dấu chân kỳ lạ. Lần theo những dấu vết đó, Rico cùng đám bạn đã tìm thấy một cổng vào có hình thù khá giống xác của sinh vật. Điều đáng chú ý hơn nữa là trên tường chỗ cổng đó có một ký tự vẽ y hệt như trong bức thư. Để giải đáp tất cả dấu hỏi chấm, cả bọn quyết định sẽ tiến đến xem sao. Khi đến trước cánh cổng, Nanachi nhận ra trường lực ở đây bị tiêu biến, khói của ngọn đuốc đuổi thú cũng bị hút vào.
Nhưng những điều kỳ lạ đó mới chỉ là bước đầu cho những điều độc lạ ẩn sau cánh cổng. Bên trong lại là một ngôi làng với cư dân là những sinh vật biến dị. Đang lúc cả bọn còn ngạc nhiên thì có một gã biến dị đi ra. Hắn có thể sử dụng được tiếng người và tự giới thiệu mình là Majikaja, gọi tạm là Kaja. Thấy khứa này cũng thân thiện lại còn xài được ngoại ngữ nên Rico mạnh dạn hỏi thăm xem hắn có biết tung tích của Brushka hay không. Ngẫm một lúc, Kaja bảo cả đội đi theo mình. Có khi thứ đó đang ở chỗ tiệm kim hoàn cũng nên. Ở nơi đây không có lời nguyền, lại tồn tại các biến dị phi nhân tính, nhưng mà lại có tư duy kiểu như Kaja, quá nhiều thứ khó hiểu đang diễn ra. Vậy nên muốn vượt qua chỗ này, họ chỉ có nước tìm thêm thông tin của cư dân mà thôi. Sau một hồi căng hải, cả bọn cuối cùng cũng đã đến cửa tiệm. Bên trong có một biến dị đang đục đục đẽo đẽo Brushka. Rex tính lao đến ngăn lại nhưng Rico bảo cậu bình tõm. Cô bé cảm nhận được Brushka không hề khó chịu. Thấy cả bọn ngơ ngác, Kaja mới giải thích rằng những hòn đá như này cần phải được biến đổi thành một loại nhạc cụ thì mới phát huy hết khả năng của nó được. Thấy nghe cũng xuôi tai, nên cả bọn đồng ý tạm để bạn mình ở lại, rồi đi theo Kaja vào tham quan ngôi làng. Địa điểm đầu tiên là khu chợ. Theo lời của trang biến dị thì ở đây người ta trao đổi mọi thứ trên cơ sở giá trị. Mỗi cá thể đều có một giá trị cụ thể, cơ thể biến dị của họ sẽ phản ánh điều đó. Cư dân ở đây đa số là những mạo hiểm giả, từng nuôi tham vọng chinh phục Abyss, nhưng cuối cùng chẳng thể quay về, nên quyết định an cư tại đây. Họ hiến tế mạng sống của mình để được bảo hộ bởi chính tham vọng của mình. Rico khi đi qua một gian hàng đã bị cuốn hút bởi những món đồ thám hiểm cổ, trong đó còn có một trang trong lá thư của Lisa. Lập tức món đồ bị chủ tiệm giật lại vì nó rất có giá trị. Rico muốn nhờ Kaja trả giá hộ, cô có thể đổi bằng những món đồ mình có. Nhưng cái giá trị mà Kaja ra giả nãy giờ chính là cơ thể của Rico. Cô bé là trẻ con nhưng giá trị thu lại là cực kỳ cao, ngay cả Kaja cũng thèm khát có được, nên đã ngỏ ý ngã giá. Nhưng Rico say no, cô bé còn phải chinh phục Abyss nữa, hơi đâu mà đi đổi đồ chắc chắc như thế. Nếu đối tác không muốn thì Kaja cũng chẳng dám ép. Luật ở đây quy định kẻ nào cố tình cướp đoạt giá trị, cái giá phải trả sẽ rất cao. Cụ thể như thế nào thì ngay sau đó cả bọn đã được chứng kiến. Một cư dân đã bắt lấy Meinya, rồi tác động vật lý quá tay khiến pet của Rico bị tổn thương nặng, lòi tòi phòi cả chĩ ra. Tưởng như Meinya đã thăng thì Nanachi đã kịp đến, nhét phần chĩ lòi ra trở lại, thương pet của mình. Rico đã định mức giá cho Meinya là vô giá. Điều đó vô tình kích hoạt cơ chế tính toán ở đây. Thủ phạm bị những bóng đen bắt giữ, rồi hắn bị tước đoạt đủ thứ trong người. Theo Kaja lý giải thì những thứ nhớp đen kia là tính toán, họ đang tiến hành bồi thường giá trị cho Rico thông qua những thứ thủ phạm có, kể cả cơ thể của hắn. Cho đến khi nào đồng giá thì thôi, giá trị đền bù sẽ được hoàn lại cho kẻ mất. Chính vì thế mà khi còn ở đây, Rico cùng bạn bè sẽ được bình yên, bởi chẳng ma nào trả được cái giá của họ cả. Nhờ có nguồn tiền kinh dị đó mà Rico cùng bạn bè đã tìm được chốn dừng chân. Vừa nhận phòng, cả bọn đã được thưởng thức đặc sản địa phương. Ngon thì có ngon, nhưng ngay sau đó Rico phải say hello với anh Tào. Trong lúc cô bạn làm thân với cái bồn cầu thì Rex và Nanachi sẽ ra ngoài khám phá thêm. Vừa ra đến cửa khách sạn, họ bắt gặp dân làng đi đâu như chảy hội. Trong đám đông đó cũng có Kaja. Hỏi thăm anh ta thì mới hay rằng mọi người đang đi xem Faputa, một sinh vật được coi là hiện thân của giá trị, rất hiếm xuất hiện và luôn luôn nổi giận. Nghe xong cả hai nghi ngờ sinh vật kia chính là tác giả của vụ việc trong hang. Nếu để Meinya và Rico ở lại sẽ nguy hiểm, nên Nanachi bảo Rex đi thám thính trước, còn mình về bảo vệ cho cô bạn. Sau khi Rex rời đi, Nanachi hỏi Kaja chỗ tìm nước. Dù rất muốn thấy Faputa, nhưng anh chàng cũng không muốn Rico giảm giá trị, nên đành chấp nhận dẫn bé thỏ đi. Trở lại với vị trí của Rex, sau khi vượt qua đám đông dân làng, cô cậu đã đối diện với Faputa. Cô gái còn được biết đến với cái tên nàng công chúa biến dị. Chưa kịp chào hỏi, cô ả đã lao đến đè lên Rex. Dường như giữa họ có quan hệ gì đó, nhưng trong tâm trí Rex chỉ tồn tại những đoạn ký ức đứt đoạn về công chúa. Do không muốn bị đám dân làng làm phiền, Faputa đã bắt Rex rồi rời đi cùng con robot. Một hồi sau đó, Faputa mới thả Rex ra tại một hang động nhỏ. Tuy có ấn tượng về cô nàng, nhưng Rex chẳng thể nhớ ra được gì hơn. Cô công chúa sau khi giả soát khắp người cậu máy, khẳng định chắc cú đây là khứa bạn Rex của mình rồi. Nhưng đời nào lạ thế, cái tên Rex là do Rico đặt. Nay qua ả công chúa nói như thể cái tên có sẵn vậy. Thấy chẳng tìm thêm được gì từ Faputa, nên cậu bạn đã quyết định rời đi, bỏ mặc nàng công chúa ở lại. Dù là thế nhưng tâm trí Rex vẫn cứ canh cánh, nhất là khi nghe những lời Faputa nói. Những gì đang xảy ra càng khiến cậu thêm tò mò về quá khứ của chính mình. Trong lúc tìm đường trở về, Rex bị một con rồng xà cừ tấn công, đẩy văng xuống vực thẳm. Trong lúc nguy nan ấy, con robot của Faputa đã kịp đưa tay ra đỡ. Thay vì đưa Rex về với công chúa, ông ta đưa cậu trở về làng. Trên đường đi, ông ta tiết lộ việc Faputa đã làm bùa để giúp cả bọn Rico tránh thú dữ ở trong hang, chính là hai con quái khâu chĩ đó. Ngoài ra, ông ta còn tự giới thiệu mình tên là Gaburun, một cỗ máy can thiệp với nhiệm vụ là quan sát, tiếp xúc và thu thập kiến thức. Kết cấu của Rex tương đồng với họ, nhưng họ không hề có tri thức gì về cậu. Ngoài ra, Rex còn có thể đi lại được các tầng, vậy nên nếu Rex tò mò về danh tính thì có thể tự mình đi tìm hiểu. Cùng thời gian với tình hình của Rex, Rico sau khi chạy thoát khỏi anh Tào đã ra ngoài tìm kiếm hai đứa bạn. Trên đường đi,
Rico đã bị đám biến dị xấu để ý. Chúng dụ cô bé vào một ngõ hẹp, rồi phối hợp cướp đi Meinja khỏi tay cô bé. Hên là trong lúc nguy cấp ấy, cư dân làm hại Meinja lúc trước đã đến giải cứu kịp thời. Ngay sau đó tính toán đã xuất hiện, nhờ thế mà tụi Rico đã thoát ra an toàn. Hoạn nạn mới biết mặt tri kỷ. Để kỷ niệm tình bạn mới, Rico đặt cho bạn mình cái tên Ma, phỏng theo tiếng nói của cô bé nữa. Sau đó cả hai ghé vào một quán ăn. Ở đây họ đã gặp một bà chủ hiểu tiếng người và Wazugian, một trong tam hiền giả sáng lập ra ngôi làng. Kết thúc bữa ăn, Rico đã nhờ bà chủ chỉ cho dăm con chữ, đồng thời hỏi xem có nơi nào tìm được hai đứa bạn hay không. Bà ta cũng rất nhiệt tình chỉ cho Rico một chỗ được gọi là hố sâu, một nơi kỳ bí khiến dân làng không dám bén mảng. Trong khi đang lần mò, Rico tìm thấy đám sinh vật tính toán và những tiếng nói khe khẽ của ai đó. Dựa theo hướng của nguồn phát, Rico đã phát hiện một con người thực sự. Cô ấy tự giới thiệu mình là Vere Ruko, gọi tắt là Vueko. Rico lại gần và hỏi thăm cô gái đó xem có biết manh mối gì về bạn mình hay không. Tuy rất muốn giúp nhưng Vueko rất tiếc. Dù có cảm nhận được tín hiệu từ ai đó nhưng trong tình trạng bắt chói thế này thì cũng chịu. Ngay sau đó, Rico đã giúp Vueko thoát ra rồi đưa cô trở lại bên trên. Dựa vào những gì cảm nhận được trước đó, Vueko đưa Rico và Ma đến trước nhà Belap, một trong tam hiền giả, rồi xin phép ở ngoài đợi. Bước vào bên trong, Rico chưa kịp mừng vì thấy Nanachi thì đã bị đập thẳng mặt một tin dữ. Bé thỏ đã bán mình cho Belap để đổi lấy báu vật của mình, Mitty. Trước đó chính Kaza đã đưa Nanachi đến đây. Khi chứng kiến người bạn quý giá bị Belap hút lấy hút đẩy, bé thỏ đã nổi lòng thương xót, dẫn đến màn đổi trác này. Mặc dù Mitty này chỉ là bản rep 1-1, trước đây Đấng Bình Minh và Mitty gốc từng ghé chỗ của Belap. Qua mùi hương của cô ấy, vị hiền giả đã chết mê chết mệt nên ngỏ ý muốn trao đổi giá trị, nhưng Đấng Bình Minh đã từ chối. Quá khao khát sở hữu Mitty, Belap đã tự trả giá để tạo ra một cá thể chuẩn đến linh hồn. Nếu muốn cứu Nanachi, chỉ còn cách thực hiện một màn trao đổi giá trị. Qua đôi mắt, Rico nhận ra đây chính là người đã giúp mình lúc hôn mê. Lại thêm thương Nanachi nên cô bé đã hỏi mức giá của bé thỏ. Belap cũng chẳng muốn trao đổi đâu, nhưng nếu là cơ thể của Rico thì ông sẽ đồng ý. Cái giá ấy thì chát quá. Rico cố mặc cả xuống. Nhân Black Friday, Belap đồng ý rút giá. Ông ta cho cô nhắc 3 offer: cặp mắt, đôi chân, một nửa nội tạng. Chốt chỗ nào ông lấy chỗ đấy, toàn quyền Rico quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, Rico suýt đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ. May mà có Kaza cản kịp, thấy cô nhóc cứ đà này sẽ bán mình mất, nên Ma và Kaza vội đưa Rico đi ngay và chóng. Sau khi gặp lại Vueko, Rico cầu xin cô hãy tìm cách cứu Nanachi. Nhưng với Vueko thì chuyện đó là lực bất tòng tâm. Đang bế tắc thì từ đâu bắn đến một viên đạn giáo. Vueko nhận ra dân làng đang thực hiện triệu tập nên đổi hướng dẫn Rico đi xem. Theo lời Vueko chia sẻ thì giá trị trong làng thường không đổi, vậy nên cư dân ở đây thường dẫn dụ quái vật vào rồi tiêu diệt nhằm thu giá trị, bất chấp việc đó có nguy hiểm đến thế nào. Con quái bất ngờ di chuyển, Rico nhận ra nó đang hướng đến khu chợ, mà lối đó lại dẫn đến chỗ Brushka. Rico vội bật tốc biến, đến ngay tiệm kim hoàn trước khi có biến. Ngay khi đến nơi, chủ tiệm đã trao lại cho Rico Brushka ở dạng còi trắng, rồi khuyên cả bọn mau chóng rời đi. Khi Rico đã ra ngoài, chủ tiệm đã hóa khổng lồ sẵn sàng solo với con quái. Kết quả chung cuộc là ông thất bại và bị con quái sơi tái thành món khai vị. Sau đó nó tiếp tục lao về phía chợ, nhưng lần này con quái đã bị chặn lại bởi một hiền giả mang thân hình khổng lồ, mang tên là Jururimo. Tuy nhiên càng đánh hiền giả càng thất thế, do điều kiện không gian khiến ông bị hạn chế kỹ năng của mình. Trong lúc đó, Rico gặp lại bà chủ quán. Bà ta huy động anh em xã đoàn lên đồ sửa con quái bảo vệ khu chợ. Đến hiền giả khổng lồ còn nhọc nhằn thì dăm ba bà con lít nhít này thì làm được cái gì. Sau một hồi quan sát con quái, Rico đang nghĩ ra kế sách đối phó nên bảo mọi người trở về chợ sẵn sàng chiến đấu. Cô bé đánh đổi một lọn tóc để nâng cao giá trị cho Kaza. Ngay khi con quái đến nơi, Rico vội thúc Kaza bỏ chạy để dẫn dụ nó theo mình. Sau một hồi truy đuổi với nhiều fan Fast and Furious, Rico đã dẫn nó đến màn sương để con quái tự khè mình. Tận dụng thời cơ đó, dân làng bắt đầu thực hiện kế hoạch tấn công, bắt nhốt rồi phá hoại phần lõi của nó. Tưởng như chuyến săn đã thành thì bất ngờ con quái thức tỉnh, bắt lấy những dân làng xung quanh, trong đó có cả Ma khi cố bảo vệ Rico. Brushka xuất hồn khỏi đá, bảo Rico nên sử dụng mình. Tiếng còi trắng vang lên, kéo theo một hiện tượng lạ, giải cứu mọi người trong chớp mắt. Nhân vật xuất hiện chính là Rex với dạng bạch chiến. Theo lệnh của chiếc còi, Rex lao đến giải quyết con quái. Nhưng khi lại gần, cu cậu nhận ra con quái chỉ còn là đống vỏ. Cùng lúc đó, Wazukiyan xuất hiện và giải thích về bản chất của con quái này. Thấy gã này cũng am hiểu ra phết, nên Rico muốn hỏi về cách chuộc Nanachi. Ngẫm nghĩ một chút, Wazukiyan cho rằng chỉ có bộ phận của Faputa mới khiến Belap chấp nhận mà thôi. Ngay khi về nhà trọ, Rex được thuật lại toàn bộ chuyện của mình, nên mạnh dạn ứng cử đi xử lý với Faputa. Vừa ra khỏi làng, Khứa Máy đã gặp ngay nàng công chúa. Rex đã trình bày từ A đến Z với Faputa và được cô nàng chấp thuận, nhưng với một điều kiện, Rex phải giúp mình hoàn thành mong muốn. Tuy nhiên Khứa Máy đã không còn ký ức nên muốn công chúa nhắc lại cho mình biết. Nếu trong khả năng của mình, Rex sẽ cố hết sức phụ trợ. Chỉ cần nghe được điều đó, Faputa đã giật một bên tai của mình ra rồi trao lại cho Rex. Trong lúc ấy,
Vua Eco bắt đầu kể lại câu chuyện của chính cô và nguồn gốc của ngôi làng này. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Điều gì khiến Faputa hận ngôi làng này đến vậy? Bắt đầu với câu chuyện về nguồn gốc của ngôi làng qua lời kể của Vua Eco. Từ rất lâu về trước, Vua Eco vốn là một đứa cò bất có bơ, được một gã biến thái đem về nuôi. Trong một lần ra khơi, gã đó và tùy tùng đã tìm thấy một con tàu rách. Những thủy thủ trên đó đều đã bị giết một cách tàn độc. Chỉ có một lão già duy nhất có thể giữ được mạng. Ông ta đã kể cho chúng nghe về chiếc la bàn. Chiếc la bàn chỉ đến thành phố vàng ở vực sâu. Do không chịu được sự ghê tởm của gã biến thái, Vua Eco đã chạy trốn. Trải qua bao khóa huấn luyện vất vả, cuối cùng cô cũng được chọn làm thủy thủ trong đoàn thám hiểm của vương quốc nọ đang hướng tới hố sâu thành phố vàng. Người đứng đầu đoàn thuyền là Wazukiyan với nickname là nhà tiên tri. Ngoài ra còn có Belap, nhà thông thái và Vua Eco, hoa tiêu. Họ là tam hiền giả, bộ ba dẫn lối tới thành phố vàng. Sau bao gian nan vất vả, chỉ có con tàu của Vua Eco là đến được với hố sâu. Trong quá trình đi sâu vào rừng, đoàn thám hiểm đã bị tộc bản địa bắt giữ. Nhờ việc trao đổi la bàn mà đoàn người đã được thả ra, đồng thời có thêm thông tin về thành phố vàng. Nơi đó còn được gọi là thành phố không lối thoát, nằm ở tít tận tầng 6 của hố sâu. Trong khi cả đoàn sắp lên đường, Vua Eco phát hiện ra có cái đuôi bám theo. Cô bé tên là Irumiyui. Vì bị vô sinh nên cô bé bị thải loại khỏi ngôi làng. Vua Eco lấy làm thương nên đã xin để Irumiyui đi cùng và được Wazukiyan chấp nhận. Vốn có hiểu biết ít nhiều về hố sâu, cô bé đã hỗ trợ phần nào cho đoàn vượt qua những thử thách ở từng tầng. Nhờ đó mà sau bao vất vả, họ cũng đã đến được thành phố vàng không lối thoát, đúng như cái nickname của nó. Wazukiyan đã thử đưa người lên trên thông qua lối họ đi xuống, nhưng kết quả thu về là toàn bộ đối tượng thí nghiệm đều đã bị biến dị. Với tình hình đó, Wazukiyan kêu gọi mọi người ở lại để thành lập đế chế cho mình tại đây. Trong lúc khám phá, họ đã kết thân được với những cỗ máy can thiệp. Nhờ sự giúp đỡ của chúng mà đoàn đã tìm được nguồn nước. Bên cạnh đó, dân làng có đi săn quái vật lấy thịt. Đời sống vật chất của ngôi làng được đảm bảo. Mối quan hệ giữa Irumiyui và Vua Eco ngày càng thắm thiết, khó rời xa. Với Irumiyui, Vua Eco tựa như người mẹ ấm áp. Còn với Vua Eco, Irumiyui như ánh sáng mà cô luôn tìm kiếm. Nhưng cuộc sống an lành chẳng được bao lâu. Irumiyui mắc chứng tiêu chảy nặng, chất thải còn chứa những hạt ấu trứng. Một số dân làng cũng có biểu hiện tương tự, thậm chí có một vài bộ phận còn chảy ra. Sau khi đi khảo sát lại nguồn nước trở về, Belap khẳng định mầm bệnh đến từ nước mà ra. Wazukiyan hiểu được điều đó, nhưng để tồn tại, họ chẳng còn cách nào khác. Vấn đề này chưa xong thì problem khác đã tới. Ba người của nhóm đi săn sau khi trở về có dấu hiệu của việc bị biến dị nặng. Nguyên nhân có thể đến từ một di vật mà họ đã mang về. Theo những lý giải của các cỗ máy can thiệp, thì di vật đó được gọi là cái nôi dục vọng. Chức năng của nó là ban cho chủ thể điều ước, nhưng nó chỉ phù hợp với cơ thể trẻ em mà thôi. Nếu người lớn chạm và sờ vào trực tiếp thì hậu quả sẽ giống như đội đi săn. Tình hình dịch bệnh mỗi lúc một căng. Chứng kiến Irumiyui quằn quại trong đau đớn, Vua Eco có một quyết định đi vào lòng đất. Cô đã đặt cái nôi dục vọng lên cô bé với hy vọng Irumiyui sẽ cứu được mình và mọi người. Và rồi điều đó đã xảy ra. Cái nôi dục vọng đã ăn vào cơ thể Irumiyui. Cô bé đã bình phục, chỗ chảy ra cũng không còn đau nữa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của nỗi bất hạnh. Cơ thể Irumiyui dần bị biến dị. Một thời gian sau đó, cô bé liên tục đẻ, nhưng sinh mệnh của chúng chẳng qua được một ngày. Nó như một vòng lặp vô tận, hủy hoại cô bé đến từng tế bào. Trong khi đó, bệnh ngày một lan rộng. Vua Eco cũng đã bị nhiễm, tưởng như số của cái làng này đã tận. Thì bất ngờ họ được Wazukiyan cứu bằng một món súp lạ. Chính vì món ăn cứu mạng đó, Vua Eco đã nhìn ra sự ghê tởm trong con người đó. Trong suốt thời gian Vua Eco dưỡng bệnh, Irumiyui đã biến dị hoàn toàn. Những đứa trẻ mà cô bé sinh ra ngày một lớn hơn, chúng đều bị Wazukiyan đưa đi ngay khi mới lọt lòng, mặc cho cô bé khóc than đầy đau khổ. Điểm đến của những đứa trẻ này là căn bếp, nơi mà chúng bị xử lý để làm món súp chữa trị. Quá kinh hoàng trước sự thật, Vua Eco chỉ biết đến xin Irumiyui xá tội. Tuy đã biến thành một con quái vật không rõ hình hợm, nhưng tình cảm của cô bé dành cho Vua Eco là không bao giờ thay đổi. Trong một lần ghé thăm Irumiyui, Vua Eco đã phát hiện có thêm một cái nôi dục vọng được kẻ nào đó gắn vào cô bé. Tác giả chẳng ai khác ngoài Wazukiyan. Khi nhận thấy thời cơ đã điểm, hắn cho dân làng đưa Irumiyui đến một vách đá. Lúc này Irumiyui dường như đã thức tỉnh. Cô bé liên tục bắt những sinh vật xung quanh để bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Trong đoàn, Belap là kẻ khốn khổ nhất. Cậu luôn bị giằng xé giữa ranh giới nhân tính khi bị món súp quỷ dị mê hoặc, nên đã mạnh dạn đứng ra nguyện dâng hiến bản thân để Irumiyui trừng phạt. Ngay lập tức một cánh cổng mở ra, Belap liền bước vào trong. Cơ thể của cậu dần biến đổi rồi trở thành hình dạng như bây giờ. Lần lượt những người trong đoàn cũng nối bước, chỉ duy nhất Vua Eco là từ chối. Cô không cho rằng đây là ước muốn của Irumiyui nên đã quyết định chẫm mình xuống hố sâu. Nhưng Vua Dư đã ngăn lại. Trên tay hắn còn có dấu vết của việc sử dụng cái nôi dục vọng. Vua Eco tự hỏi gã điên này vì gì mà liều đến thế. Chưa nhận được câu trả lời, cô đã bị đánh ngất. Đến khi tỉnh thì đã bị Wazukiyan biến dị, bắt nhốt ở một nơi mà hắn cho rằng Irumiyui và Vua Eco sẽ kết nối được với nhau.
Trong suốt thời gian đó, Vueko đã được gặp những đứa con bất hạnh của Irumiyui. Cô nguyện dành hết tình yêu cho chúng và đặt tên cho từng đứa một, bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của chúng. Tuy nhiên, Irumiyui vẫn còn một đứa con khác nữa, đó chính là Faputa, nàng công chúa mang trong mình nỗi hận của cả mẹ và anh chị của mình. Mục đích của cô bé không gì khác ngoài giải cứu cho thân mẫu, đồng thời tận diệt những kẻ đốn mặt kia. Trở lại với thực tại, Rex đã trở về làng cùng bộ phận của Faputa. Cậu tính mang hàng đi chuộc Nanachi luôn, đề phòng đám tính toán đến thu thuế lại dở. Nhưng Vueko đã ngăn lại, bởi một khi Belap thấy thứ này, có khi tình hình sẽ trở nên tồi tệ thêm. Vueko cũng tò mò làm sao Rex lấy được thứ này, thì cậu chia sẻ rằng Faputa đã tự hiến dâng cho cậu, miễn sao cậu phải hoàn thành được lời hứa, cụ thể là giúp Faputa vào bên trong làng thông qua phá hỏa táng. Cùng lúc đó, Wazugiyan đã xuất hiện. Hắn nhận ra Rex chính là phò mã, chỉ có con đũi tình yêu mới khiến công chúa hy sinh đến vậy, và phát hiện sự xuất hiện của Vueko. Biết lịch sử của làng đã được tiết lộ, Wazugiyan hỏi Rico xem có ghét mình hay không. Rico không rõ về gã hiền giả, nhưng qua những gì nghe được, cô bé cảm nhận được Wazugiyan là một người sẵn sàng hy sinh tất cả để thực hiện điều ước của mình, cụ thể là được đi thám hiểm một lần nữa. Thậm chí ông ta còn đang dự tính lợi dụng Rico nhằm giúp cho mọi người đi được ra khỏi làng. Nhưng hắn không ép cô bé phải làm, thay vào đó là để cho cô tự lựa chọn. Đúng lúc đó, Juroimo đùng đùng xuất hiện, nhận thấy có biến. Wazukiyan vội tóm lấy Vueko rồi lẩn đi. Qua quan sát kỹ, Vueko lấy làm lạ khi tạo hình của hiền nhân khổng lồ giống với gã biến thái từng nuôi cô. Wazukiyan giải thích rằng chính Irumiyui đã tạo ra nó thông qua những tín hiệu từ Vueko. Chính vì thế nó có thể hấp thụ sinh vật tính toán để có được một hình dạng mới. Juroimo đang sử dụng sinh vật tính toán tạo ra một lớp đen kịt chặn mọi lối ra, hòng đạt cho được bộ phận của Faputa. Tuy đã cố gắng thoát ra nhưng Rex vẫn bị đám sinh vật tính toán dí, để rồi bị cướp mất món hàng. Trước tình hình nguy ngập mặt, Rex buộc phải dùng hỏa táng pháo. Tuy đòn tấn công đã đánh bại được Juroimo, nhưng cũng đồng thời phá hủy một mảng tường lớn. Đó chính là thời cơ để Faputa tiến vào và bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu. Ở sâu trong làng, Belap cũng cảm nhận được biến sự ngoài kia. Ông ta đã chờ ngày này từ rất lâu để có thể trả hết món nợ cho Irumiyui. Vậy nên trước đó, Belap đã gửi gắm ký ức của mình cho Nanachi nắm giữ, đồng thời giải phóng cho bé thỏ và Mitty. Tuy nhiên, một khi Mitty đi qua ranh giới làng, cô bé sẽ hoàn toàn tan biến. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, dù lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Nanachi quyết định sẽ để Mitty được an nghỉ. Thêm lần nữa, bé thỏ lại phải tạm biệt báu vật của bản thân mình. Những sinh vật khác tại nhà Belap cũng đến để tiễn đưa Mitty. Chúng giao lại cho cô bé một món quà rồi cũng từ từ tan biến. Trở lại với tình hình trong làng, Faputa đang điên cuồng cấu xé dân làng theo đúng nghĩa đen, cùng với sự góp sức của anh chị mình. Chứng kiến thảm cảnh đó, Rex sau khi tỉnh lại đã đứng ra để ngăn chặn Faputa. Những dòng ký ức ùa về khi họ giao chiến, Rex đã xuất hiện khi Faputa yếu lòng nhất, xua tan sự cô đơn của cô, trao cho cô kỷ vật để gắn kết tình bạn giữa cả hai. Vậy mà bây giờ họ lại rơi vào hoàn cảnh đối đầu như vậy. Thấy thế trận đang lệch về phía Faputa, Rex liền nhờ Rico dùng còi trắng để kích hoạt dạng bạch chiến của mình. Nhờ đó mà cậu đã cân kèo hơn với cô công chúa. Lúc này Faputa mới tiết lộ chính mình đã đem nhờ Gaburu đưa Pushka đi đẽo. Thế mà bây giờ họ lại lấy oán báo ơn, sử dụng sức mạnh ấy chống lại mình. Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, thì ngoài làng chợt đổ cơn mưa nhiệt, khiến ký ức thêm lần nữa tràn về. Cái hồi mà Faputa và Rex còn thắm thiết, cô đã giải thích cho cậu về ý nghĩa của chữ cái ngoài cổng làng. Nó được gọi là Haku, nghĩa là thứ vô giá. Faputa gắn nó vào mẹ và Gaburun. Vì một đứa con không thể trở lại vào trong bụng mẹ, Faputa chẳng thể bước chân vào làng, vậy nên nàng công chúa cần Rex giúp. Tuy nhiên lúc đó khứa máy chuẩn bị rời đi để tìm kiếm Haku của mình. Cậu hứa sau khi trở về sẽ giúp cô một tay để hiện thực hóa mong muốn. Trong lúc Rex không ở bên, Faputa đã rất cô đơn. Khi đó cô đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ là của Rex. Cậu mong Faputa hãy dừng lại, đừng tự thiêu rụi bản thân nữa. Nàng công chúa đã rất cảm động, nhưng sự thù hận đã lấn át tâm trí cô, để rồi tung Fatality hạ gục Rex. Sau đó Faputa đưa cậu trở lại. Công chúa hỏi Rico rốt cuộc đã cho đứa bạn mình ăn bùa mê thuốc lú gì khiến Rex thành ra như này, rồi lao đến tấn công, quyết đoạt mạng Rico. Nhưng cô nàng đã bị Gaburun ngăn lại. Sở dĩ ông robot làm vậy là vì nếu Faputa gây tổn hại đến cô bé kia thì chính công chúa sẽ mất Haku của mình. Nói xong, Gaburun cũng gục ngã. Thêm người thân nữa của Faputa nằm xuống, khiến cô bé như hóa rổ hóa dại, quyết phải kết thúc tất cả trong sự hủy diệt. Lập tức cô bé lên vuốt sẵn sàng lao lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị công trước. Kẻ đã ra tay chính là Belap. Cùng sự điều hướng của Nanachi, Faputa cảm nhận được mùi của mẹ cực nồng tỏa ra từ người vị hiền giả. Đây chắc chắn là kẻ đã ăn rất nhiều, vậy nên cô sẽ ưu tiên xử lý Belap trước. Tưởng như ông ta sẽ chống trả quyết liệt nhưng không, Belap để Faputa thỏa sức sâu xé, bởi ông muốn tặng cho nàng công chúa một món quà được ông cất giữ rất kỹ. Đó là những hồi ức của Irumiyui, mẹ của Faputa. Vậy là sau bao nhiêu năm sống trong dằn vặt,
Belap cuối cùng cũng được ra đi thanh thản. Ông rất vui vì đã được yết kiến công chúa. Ông mong cô hãy tự quyết định giá trị bản thân và tận hưởng cuộc phiêu lưu của mình, tận dụng lúc Faputa còn sống trong cảm xúc. Nanachi yêu cầu tất cả mau đưa Riko rời khỏi, không chỉ vì cư dân trong làng sẽ bị bay màu khi tiếp xúc với bên ngoài, mà còn bởi Wazukiyan. Tình thế đang over hợp với âm mưu của hắn. Để tận dụng cái nôi dục vọng bên trong công chúa, Nanachi phỏng đoán rằng một khi Riko mất mạng, Rek chắc chắn sẽ rất đau buồn, còn Faputa sẽ vì Rek mà chia cho Riko nửa trái tim mình. Khi đó ước nguyện tiếp tục hành trình của cô bé sẽ bị Wazukiyan cướp lấy, như cái cách hắn từng áp dụng với Irumiyui. Một khi đã luận được như vậy rồi thì Nanachi sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn ý đồ đó. Về việc bê lắp cho Faputa xem ký ức, Wazukiyan cho rằng mình sẽ là đối tượng để nàng công chúa trả thù, còn Vueko sẽ được bảo vệ. Vậy nên hắn quyết định giữ thật chặt tấm khiên này để bỏ trốn, đề phòng biến cố xảy ra. Trong lúc Faputa còn đang giằng xé cảm xúc thì từ lỗ hổng, những con quái thú đã tiến vào bên trong để tận hưởng tiệc buffet biến dị, không thể làm ngơ vì bị cướp mất con mồi. Faputa lao đến tẩn nhau với chúng, nhưng thân cô thế cô, dù vận hết sức mình, một mình nàng công chúa không thể gánh hết, sức cùng lực kiệt. Faputa trở thành món thịt tranh xả để cho lũ quái thẩm từng miếng. Tuy là bất tử nhưng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang gặm nhấm dần nàng công chúa. Tình cảnh bi thương ấy khiến cho dân làng cảm thấy đau xót. Họ mong cô mau chóng rời đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Trong lúc nguy cấp ấy, những anh chị của Faputa đã đến giúp, nhưng cũng bị con rồng xà cừ dẫm nát. Khi nó đang định lấy mạng công chúa, Gaburun đã vận nốt sức tàn để cố gắng ngăn chặn, bất chấp hành động đó là án tử cho mình. Dù mất mạng nhưng ít nhất Gaburun cũng góp nốt sức mình để bảo vệ cho Haku của ông. Trong quá khứ, chính Faputa đã tìm thấy ông. Hai người đã trải qua một cuộc sống vui vẻ cùng nhau. Gaburun đã giúp công chúa thoát khỏi sự cô đơn, dạy cho cô biết con chữ, và cũng chính ông đã đặt cho cô cái tên Faputa, với ý nghĩa là công chúa trường tồn bất diệt. Còn cái tên Gaburun có nghĩa là cận vệ của nữ hoàng. Sau khi bị thổi bay bởi bãi nước bọt của con rồng xà cừ, Faputa rơi vào trạng thái vô vọng, thân thể tàn tạ, người thân ngòm hết. Sự bất tử mà cô có như một liều thuốc độc, buộc cô chìm trong cơn đau khổ vĩnh cửu. Nhưng Faputa lại là hy vọng duy nhất của dân làng. Họ chia sẻ cơ thể, giá trị của mình để nàng công chúa có thể hồi phục. Khi đã tận hưởng hết những biến dị đó, Faputa đã trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần. Tiếng thét của cô đã triệu tập Juroimo, bắt đầu cuộc phản công với đám quái khát máu. Nhân lúc đó, những người dân còn lại đã đưa đám Riko rời đi. Trong lúc di chuyển, họ đã bắt gặp Wazukiyan nhưng không thấy Vueko đâu. Ông ta hỏi Riko về việc liệu cô bé có cảm thấy hối hận khi đến đây hay không. Đáp lại câu hỏi đó, Riko hào hứng khẳng định bản thân đã rất vui khi đến đây và được kết thân với những người bạn mới. Đây thực sự là một chuyến đi ý nghĩa với cô bé. Wazukiyan cũng chỉ cho Riko và đám bạn biết cách để chinh phục hố sâu này. Thứ cần thiết không phải là điều gì đó quá to tát. Họ cần tích tụ được những yếu tố gồm năng lực được tích lũy khi tồn tại ở đây, sự tò mò và thuần khiết tận hưởng, kết hợp với những đứa trẻ được dẫn dắt. Bây giờ đám Riko đang ở cuối quy trình đó. Faputa chính là thứ mà chúng thiếu. Vậy nên Wazukiyan mong họ sẽ chăm sóc cho nàng công chúa và chúc họ có thể hoàn thành khát vọng của mình. Cuối cùng kẻ được thần nhập đã tan biến, gửi giấc mơ cho những đứa trẻ kế thừa. Bất ngờ tiếng thét của Faputa vang lên. Dân làng cảm nhận được đó là tiếng triệu tập. Đáp lại công chúa, tất cả sẽ trở lại trợ chiến cho cô. Trước khi ra trận, bà chủ quán đã trao lại cho Riko tờ thư của Lisa. Bà đã lấy bộ phận của Faputa để đổi lấy nó. Mọi thứ đã ổn, cả đội lên đường tới chỗ Faputa. Ở một diễn biến khác, Vueko sau khi trốn khỏi Wazukiyan đã cố lê từng bước để thoát ra ngoài. Tuy nhiên cô lại hướng đi lên, dẫn đến việc bị dính lời nguyền Abyss. Mỗi bước là một hình ảnh ai đó xuất hiện, những đồng đội trong đoàn thám hiểm Irumiyui, những đứa trẻ mới gặp có sự quyết tâm mạnh mẽ. Những ký ức đó hiện về trước mắt của Vueko, trong khi cơ thể cô dần xảy ra biến dị, đến độ không thể lê tiếp bước được nữa. Nếu không có một dân làng liều mạng cứu giúp thì có lẽ cô đã gục ngã vĩnh viễn ở đó. Người dân làng đó dần biến mất, nhưng những gì cô cố gắng đã được Nanachi tiếp nối. Vueko đã được cứu và sẽ cùng cư dân đến với Faputa. Ngay khi công chúa đang sắp vào hiệp cuối, Rek đã đến trợ chiến. Riko kích hoạt Pushka để lên dạng bạch chiến cho khứa máy, rồi ngất lịm đi vì quá sức. Rek sau khi được nâng mọi chỉ số đã sẵn sàng bem nhau với đám rồng xà cừ kia. Sau khi dụ được đám đó ra khỏi làng, cậu đã dồn cơ đít thít cơ mông phá hủy cây cầu, vùi thây chúng xuống đáy vực. Trong khi đó, Faputa đã tiếp cận chỗ của Riko cùng dân làng, phó thác cho Kaza và Ma đưa tụi Riko rời đi. Những cư dân còn lại đồng ý gửi gắm thân xác mình để nàng công chúa hấp thụ. Nhờ sức mạnh đó, Faputa thành công giải thoát được cho mẹ mình. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, nàng công chúa đã sức cùng lực kiệt. Ngay cả khi rơi xuống vực, cô ả cũng bó tay chịu ngỏm, nhưng giáp cốt truyện không cho. Rek đã kịp đến hộ giá, đưa công chúa trở về an toàn. Ngôi làng sụp đổ ngày càng mạnh, thời gian đang gấp, thì chân của Kaza lại dính hư tổn nặng, đến độ không thể di chuyển.
tưởng như quả này liệm cả đội, thì Kaja sử dụng phép thoát hồn nhập xác để điều khiển cơ thể của Faputa, mở con đường thoát cho mọi người. Trong lúc ngàn cân treo sợi bún, Rico đã tặng cho Ma con gấu bông mình làm. Món quà đã khiến cho cô bé rất vui. Nhưng khi Rico tỉnh lại thì chẳng thấy Ma đâu nữa. Người bạn ấy cũng đã tan biến, chỉ còn lại chú gấu bông như kỷ niệm với Rico. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vueko cuối cùng cũng được gặp con út của Irumiyui. Cô bò từng bước đến trước Faputa và kêu lên những tiếng khó nhọc. Thông qua đọc suy nghĩ, Faputa đã hiểu được những gì Vueko muốn chia sẻ. Cô công chúa không giống mẹ. Irumiyui là một người ưa làm nũng và rất nhút nhát, nhưng sự ấm áp thì cả hai đều giống nhau. Faputa đã hấp thụ tất cả ký ức của mẹ, nhưng riêng ký ức về Vueko thì mẹ cô lại không muốn cho đi. Đó là giá trị duy nhất mà Irumiyui muốn giữ cho riêng mình. Thật may mắn là trước khi Vueko ra đi, cô đã được gặp lại Irumiyui qua đôi mắt của nàng công chúa, đứa con mà cô bé khao khát có được. Sau khi lo xong hậu sự cho mọi người, Faputa nhận ra mình đã không còn ai bên cạnh nữa. Thấy thế, Rex vội mời cô nhập hội. Ban đầu cô công chúa còn đằm đảnh bởi Rex có nhớ ra mình đâu. Nhưng trước sự chân thành của cậu, cô công chúa cũng đã động lòng. Miệng thì tỏ vẻ thanh cao nhưng tâm thì đã đồng ý nhập hội. Đoàn của Rico đã có thêm thành viên. Thử thách phía trước họ còn rất nhiều. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa rõ. Đành xin hẹn gặp lại quý viewer vào season 3. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.